Đó, sư diện cái sim y này rất là giống sư Minh Tuệ cả nhà đó. Hello cả nhà nha, Thuận đã có mặt ở đây là chùa Bửu Long ha cả nhà. Thì đây là ngôi chùa mà hiện đang sở hữu một cái bức tượng gọi là sao y bản chính luôn á, với lại sư Minh Tuệ ha. Thì không biết là hữu ý hay vô tình thì cái bức tượng này được cộng đồng mạng chia sẻ mấy ngày hôm nay rất là nổi tiếng, là được biết là cái hình ảnh của cái bức tượng này y chang như sư Minh Tuệ luôn. Thì mình cùng vào mình khám phá tìm hiểu coi là như thế nào ha. Thì đây là chùa Bửu Quang, à chùa Bửu Long ở dưới quận 9 nha, bây giờ là thành phố Thủ Đức cả nhà. Đó, thì đây là toàn cảnh khuôn viên bên ngoài đó, bên ngoài đó. Đây là trước khi vào chùa ha cả nhà, có cái bãi giữ xe, có cái sân rất là rộng luôn. Rồi mình bây giờ mình cùng vào chùa ha, để mình coi coi bức tượng là sẽ như thế nào ha cả nhà ha. Đó, đường vào chùa xanh sạch đẹp mát mẻ luôn cả nhà. Hôm nay thì trời mưa cho nên là quý Phật tử đến chùa không có đông ha. Đó, cái bãi giữ xe của chùa hầu như là vắng tanh luôn, không có ai vô luôn. Hai bên đường cây cối xanh mát đẹp xuất sắc. Nói chung là ngoài cái việc khám phá bức tượng hôm nay thì Thuận cũng muốn giới thiệu với lại cả nhà cảnh quan cái khu chùa này ha. Đây là chùa Bửu Long nổi tiếng ở dưới này ha, đó rất là đẹp luôn. Ở đây có phục vụ bún bún và nước giải khát, bún chay ha, có trà thất nữa này. Mình mời cả nhà cùng tham quan toàn cảnh khu chùa ha cả nhà. Đó, đường vào rất là đẹp luôn. Ai ở gần khu quận 9 thì có thể tới đây vui chơi giải trí, đưa cả gia đình vào đây cũng được nữa. Buổi trưa trong này rất là mát luôn. Đó, chùa Bửu Long thì có cái tòa tháp rất là cao luôn cả nhà, rất là cao luôn đó. Và khuôn viên phía trước rất là đẹp. Đây, khuôn viên phía trước cả nhà coi đi, có cái giếng nước huyền thoại nè. Đó, cái này là một cái ao cá luôn nha. Xuất sắc không cả nhà ơi. Đó, mình sẽ đi một vòng để cả nhà cùng thưởng thức ha. Các sư thầy đang làm gì ở trong á? Thấy nghe tiếng gõ là cạch. Được biết là cái tòa tháp này á, cũng được xây dựng bằng những cái chất liệu rất là độc đáo ha, rất là đẹp kiên cố này. Đó, các cái họa tiết hoa văn rất là đẹp luôn. Đó, cái tháp chuông này, ôi xuất sắc không? Đây, khi mình nhìn ngược trở ra ha cả nhà. Ồ, trời ơi, như là bên châu Âu gì đó, giống trong những cái thước phim về cung đình châu Âu ngày xưa đó. Đó, tháp chuông này ha. Chùa Bửu Long kính báo Phật tử. Đó, có những cái thông báo dành cho Phật tử ha, về quy định tham quan này. Sáng từ 7 giờ tới 10 giờ 30, chiều 13 giờ tới 16 giờ 30. Đó, có 9 cái quy định về an toàn vệ sinh rồi các thứ. Đó, công trình này là đại đại
Thắng Tích Bảo Tháp. Chùa Hương Đạo. Ủa, không biết cái thông tin đó là về một cái. Đây là phía bên hông của cái ngôi chùa ha cả nhà. Đó. Đó, cả nhà coi ngôi chùa đẹp không? Đẹp, mát mẻ, xanh sạch, thanh tịnh ha cả nhà ha. Coi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm cái bức tượng Sư Minh Tuệ ở trong này ha. Gọi là bức tượng Sư Minh Tuệ tại vì rất là giống Sư Minh Tuệ. Thuận sẽ gắn cái hình lên đây và để cả nhà cùng theo dõi ha. Một hồi thì mình sẽ trực tiếp nhìn ngắm cái bức tượng đó coi như thế nào và coi là bức tượng đó là ai ha cả nhà. Có rất là nhiều những cái kỷ lục của ngôi chùa Bửu Long này, cả nhà có thể tham khảo thêm ha. Trên những cái trang mạng cũng đã đăng rất là nhiều thông tin về chùa rồi. Mình sẽ đi coi là cái bức tượng đó thì đang được để ở đâu ha cả nhà ha. Đây là mình đã đi một vòng quanh rồi ha, để mà cùng khám phá ngôi chùa. Cảnh sắc rất là tuyệt vời. Thường hồi trước Thuận có ghé đây vài lần vào thứ bảy chủ nhật đó cả nhà. Thấy rất là đông Phật tử đưa cả gia đình mình vào đây để mà nghỉ trưa kiểu dã ngoại picnic kiểu vậy á. Ở lại luôn buổi trưa kiểu vậy. Đây là cái khu phía sau luôn ha, khuôn viên phía sau chùa ha. Mình cùng đi tìm cái bức tượng sư ha cả nhà ha. Đây trong này có rất là nhiều cái khuôn viên đẹp, có những cái cốc này, những cái nơi nghỉ ngơi. Mình cùng lên đây mình khám phá coi như thế nào ha. Để coi đây là khu vực nhà. Vui lòng giữ yên lặng nè. Nam mô A Di Đà Phật. Đây Thuận có thấy rồi, đây là Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ha cả nhà ha. Đây là có ghi là Đức Bồ Tát Siddhartha toàn thắng ác ma thiên. Đó, đây là tượng của Bụt ha cả nhà. Tượng Bụt nằm dưới cây Bồ đề rất là đẹp luôn. Ồ, bức tượng Bụt đẹp quá cả nhà ơi. Đó. Bụt đang niết bàn dưới gốc cây ha, ngồi thiền định ha cả nhà. Đó, Bụt đang thiền định ha. Không được phép đi trên thảm đá. Còn đây là bức tượng mà đúng rồi đó cả nhà, bức tượng mà Thuận thấy cả nhà có chụp hình, có đăng lên TikTok và nói là giống sư Minh Tuệ đây cả nhà. Để mình tìm hiểu coi đây là thực chất là tượng của ai ha cả nhà ha. Cả nhà thấy giống không cả nhà ơi? Tại vì nước mưa nó hơi là mờ kính tí xíu cả nhà. Đây ở dưới này có ghi nè. Hoàn thành vào 26 tháng 7 Phật lịch 2060 nhằm ngày 28 tháng 8 năm 2016. Rồi, Thuận sẽ tìm thêm thông tin của bức tượng này là tạc vị nào ha cả nhà. Hình như là người có công lập nên cái chùa này từ ngày trước. Đây bức tượng mà ngài mặc cái sim y giống hệt như là sư Minh Tuệ, cái hình ảnh trên mạng ha. Cái hình ảnh sư Minh Tuệ đó đây. À, thì nó sẽ hơi mờ tí xíu là do cái kính ha cả nhà, do cái kính ướt ha. Đó, cái bức tượng đặt trong một cái tòa tháp rất là đẹp ha. Đó, cũng khá là cao nha cả nhà, bức tượng này cao gần giống ở ngoài thật ha. Thuận sẽ coi thêm bên này xem còn có cái hình ảnh nào của sư không. Đây sư ngồi thiền này, sư ngồi này. Ở đây lại cũng rất là giống luôn. Đó, cả nhà thấy ha, thấy rõ ha. Bốn mặt luôn, để mình qua bên này coi là còn cái hình ảnh nào. Giống quá cả nhà. Sư Minh Tuệ là giống vị Đại Hòa Thượng. Đó. Đó, sư diện cái sim y này rất là giống sư Minh Tuệ cả nhà. Đó. Đó cả nhà ha. Thì tại vì là mưa cho nên là cái nước nó làm loang lổ cái kính nó hơi có cái hơi sương bốc mờ lên, cho nên Thuận sẽ tìm cách Thuận quay để cho cả nhà thấy cái hình ảnh ha cho nó rõ. Đó, góc này ok này. Y áo cái cảnh rất là giống hình ảnh sư Minh Tuệ mà rất là nổi tiếng trên mạng ha. Đó. Cái tướng người cũng gầy gầy nhỏ nhỏ. Thuận vẫn chưa đọc được những cái thông tin ghi chép về cái nội dung cái tòa tháp và nhờ bốn mặt tượng khắc tượng của sư này, thì chắc đây là người giống như là lập lên cái chùa này. Đó.
nhưng mà để mình coi rõ thông tin về sư là sẽ như thế nào ha cả nhà ha. Một hồi mình sẽ ra ngoài, mình sẽ tìm thông tin và mình sẽ đọc rõ ràng về sư ha. Đó, thì mình sẽ quay lại một lần nữa để cho cả nhà cùng xem hình ảnh những bốn cái bức tượng về vị sư này thì cả nhà thấy như thế nào ha? Có giống sư Thích Minh Tuệ nhiều hay không ha? Đó, một mặt ha. Đó. Hai mặt nè, mặt này là ngồi ha cả nhà. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi, mặt này hơi mở xíu nhưng mà phần trên thì mình sẽ quay được ha. À, cả nhà thấy rõ ha. Thì như mình được biết thì tổ đình chùa Bửu Long này thì được cư sĩ Võ Hà Thuật thành lập năm 1942 ha. Có lẽ đây là tượng về vị tổ sư của chùa ha. Pháp hiệu là Lão Tâm ha. Tới năm 1965 thì Võ Sư Hà Thuật mới chính thức được tổ truyền đại giới, pháp hiệu là Lão Tông. Lão Tâm cả nhà, cái bức tượng này có thể là Đại Đức Lão Tâm. Năm 1969 Đại Đức Lão Tâm viên tịch. Đó, vậy là đây chính là cái tháp tổ nha cả nhà. Được giáo hội và tăng già Nguyên Thủy Việt Nam phụng lập ngay sau Bồ Đề Phật Cảnh, tức là ngay sau cái bức tượng Phật với lại cái cây Bồ Đề đó, thì là có ngay cái tháp này. Để đó, cái tòa tháp mà thờ vị sư tổ mà giống sư Thích Minh Tuệ là ở phía sau ha cả nhà. Còn phía trước đây là cây Bồ Đề và tượng Đức Phật ha. Đó, Đức Phật ngồi Niết Bàn. Đó, cả nhà thấy cảnh đẹp ha. Thì nếu mà cả nhà có muốn tìm hiểu thì cả nhà tới ở đây là tổ đình Bửu Long ha cả nhà, ở quận 9 ha. Cả nhà tìm trên mạng thì sẽ ra thông tin để cả nhà tới để tìm hiểu và cũng như là chiêm ngưỡng bức tượng. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi cái clip của kênh Sài Gòn Daily. Chúc mọi người luôn vui khỏe an lạc ha cả nhà ha.